Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý khán giả, thực hiện kế hoạch của thôn Lê Xá năm 2018, ban tổ chức lễ hội long trọng tổ chức lễ hội rằm tháng 2 năm 2018 với chương trình văn nghệ chào mừng. Về dự với đêm diễn hôm nay, xin được trân trọng kính giới thiệu có ông Dương Văn Liên, giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; ông Nguyễn Xuân Chuyên, đại diện con em tại Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Thoan, đại diện con em tại Đông Hà; và ông Nguyễn Trường Sinh, đại diện con em tại Đồng Hới. Về phía thôn Lê Xá, xin trân trọng giới thiệu kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Khai, bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Giáp, chủ nhiệm hợp tác xã; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, trưởng thôn, cùng các đồng chí trong mặt trận thôn và đông đảo bà con nhân dân. Xin quý vị và bà con cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự có mặt của quý vị đại biểu và toàn thể bà con trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và để tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng thôn, lên khai mạc chương trình văn nghệ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa con em cháu rể về dự lễ hội của làng, kính thưa toàn thể bà con nhân dân thôn Lê Xá, được sự nhất trí của chi bộ, chi ủy, được sự thống nhất và sự đồng thuận của hội nghị thôn tiến hành tổ chức lễ hội rằm tháng 2 của làng kỷ niệm 70 năm giặc Pháp tàn sát trên lãnh Lê Xá, khánh thành cổng chào làng và kỷ niệm 10 năm liên tục được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Đây là một sự kiện trọng đại, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2018, nhằm tôn vinh các bậc tiền nhân và có công khai phá mảnh đất Lê Xá. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biểu. Thưa toàn thể bà con cô bác, sau đây thay mặt ban tổ chức chương trình, tôi xin công bố tổng số tiền ủng hộ tôn tạo khuôn viên nhà thờ làng năm 2020.